Buổi học trước chúng ta đang học về cái kẻ ngôn thứ sáu hả? Các bài kẻ thứ sáu trong Mangalasutta hả? Mà cái pháp đầu tiên đó, cái pháp để dẫn đến cái sự mà điềm lành, đó là cái điềm lành hầu như là mang đến cái sự kiên tường đấy, thì chính là cái gì, cái việc mà gọi là phụng dưỡng cha mẹ đó hả. Bữa trước chúng ta đã đang đi vào trong cái phần chú giải của Itibutka, và song song bên ở đây là cái gì đây? Bữa trước là chúng ta đang nói về cái Itibutka, tức là cái số đoạn 1 đến 6 này ha. Các vị nào mà không mở được đó thì hoan hỷ ghi lại cái số 1 nha. Đó. Rồi chúng ta cũng đã đi luôn cả trong cái phần của chú giải, trong cái đoạn mà 1 đến 6 này rồi, ở trong Itibutka đấy. Sa-pramaka-sutta, và chúng ta đang đến cái đoạn phía dưới này, chú thích ở đây, trích cứu từ Anguttara Nikaya, và chúng ta cũng đã bước qua luôn cả Anguttara Nikaya luôn, cái đoạn số 1.34 đây này, Anguttara Nikaya ní quyển 2 này, trang 34 là pháp hai chi đó, pháp hai chi mà đoạn số 34 34 rồi này. Rồi ở cái đoạn 34 này chúng ta đã đang đi vào trong phần chú giải, dựa vào cái đoạn cuối của cái video vừa rồi đó, chúng ta đang tới cái phần là xô chén đi xăng chẳng hạn. Chú giải đoạn số 34 đó, xô chén đi xăng rồi này, xô chén đi xăng này hả. Mà quay trở lại đây tức là cái gì, xô chén đây, xô chén đi xăng à, đấy, tức là trong cái đoạn số 34 này, tức là Đức Phật đề cập đến có hai cái đối tượng mà không thể báo đáp hả? Supatikarang này, này, không thể đền đáp, không thể báo ân được, không thể đền hết ân được. Tức là hai, thế nào là hai? Tức là cha và mẹ ha. Tức là đặt một người đặt bên vai phải đó là mẹ, rồi bên vai trái là cha, rồi bắt đầu đó là phụng dưỡng và sống cả trăm năm như vậy. Rồi bắt đầu xô này ha. Rồi Uchcharana tức là xoa bóp, đấm bóp vậy. Rồi bắt đầu tắm rửa cũng như rửa ráy cho cha mẹ như vậy. Đấy. Thì trong cái phần chú giải này thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Tức là Sojani sang Uchcharana Primadana Nahana Nahapana Sambahanenati Sojambuto Nisang Matabitunang Angsakute Suthitanam Siddhita năng gì quá Đức gần đó Patibino đã nát thằng Su gần thắt Karanena Uchadene Parisama Vino đã nát thằng Hatha Parimadane Si tun hakale chá Unno đắc cá Si tô đắc cá Nahapanena Hatha Pasadina Akadana Parikadana Sankhatena Sampa Hanena Upatthana Nankariya T. Chắc tắt. Chúng ta tới cái này trước đi. Rồi được gọi là cái đoạn này là cái đoạn gì? Rồi được gọi tức là người ấy hả, tức là cái người con đó đấy, mà gọi là đấm bóp, xoa bóp, tắm rửa cũng như là thoa thoa dầu, thoa đồ đấy cho cha mẹ đó. Ở đây tâm chỉ là số tô rồi này, tức là người con ấy hả, người con ấy đấy thì là cái gì đây, Karaya hả, có thể làm đây này. Gọi có thể là ở đây tức là đê sang là đối với cha của người ấy đấy, mà mata biết tu năng rồi cho cha mẹ của mình đấy. Ăn sát cụ tê xuất tức là đặt bên 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 vai, bên vai một bên vai hả. Thi ta năng, thi ta năng, thi ta năng cộng với yêu quá nha. Tên là người con đó đó như thế nào,
đối với cái việc mà gọi là đặt mẹ và cha của mình trên hai vai của mình như vậy đó, thì như thế nào? Đúc canh đó và tiếng nô đó nắp thân đúc canh đó ở đây tức là cái mùi hôi đó hả. Đúc canh đó gọi là mùi hôi đó, mà ở đây tên là cái gì? Ba tiếng nô đa ná. Ba tiếng nô đa ná có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự tẩy trừ, với ý nghĩa tên là với ý nghĩa tức là dọn sạch sẽ những cái vật bẩn uế trượt đó. Đúc ganh đá chúng ta phải hiểu rằng tức là những cái vật bẩn uế trượt trên thân của cha mẹ nó thải ra đó hả, với cái mục đích là với cái mục đích tức là dọn sạch những cái vật uế trượt như vậy. Rồi xuống ganh đá karne đó, rồi với cái việc làm gì, thoa hoặc như là chén những vật thơm vào cho cha mẹ của mình đó, ucharane á. Ucharane á ở đây đó thì chúng ta dùng theo nghĩa là xoa bóp đấy hả, như cái trên ucharane này xoa bóp đấm bóp đó. Như vậy là với cái việc mà đấm bóp nè, rồi với cái việc là thoa những cái vật thơm nè, vì cái mục đích đó là tẩy trừ những cái cấu uế, tẩy trừ những cái uế. Khi mà như thế nào, đối với cái việc mà gọi là đặt cha mẹ của mình lên vai của mình đấy hả. Rồi chủ từ vẫn là cái xô này hả, ở đây chúng ta cách thứ ba hết à, là ucha đa với cái việc mà xoa bóp đó. Rồi bắt đầu là hatha primadana à, cái ucha đa có nghĩa là chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Nó cũng có nghĩa là xoa bóp. Mà ở đây thì chúng ta phải biết rằng nó là dùng dịch, tại vì suganda karana ha, tức là mang cái việc tức là chét, là bôi, là đắp những cái vật thơm lên trên người đó, những như bột trầm hương nè, những cái vật. Rồi bắt đầu y phục chung quy là những cái vật mà vật 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 thơm, vật đẹp đấy. Còn đây tức là cái kế tiếp là cái từ cái gì, parimadana này. Parimadana ở đây tức là hatha parimadana nhá, tức là với cái sự đấm bóp của tay đấy, tay xoa bóp đó. Parisama vinodarthana, parisama đó thì parisama thì chúng tức là cái sự mệt mỏi đó hả, mà vinodarthana tức là với cái mục đích tức là loại bỏ, hoặc như là làm mất đi cái sự mà mệt mỏi cho cha mẹ. Như vậy ở đây tức là cái gì, cái trên đó ucchadana này mang nghĩa rằng tức là thoa là đắp ha, những cái vật thơm á, với mục đích là tẩy trừ những cái vật hôi. Khi mà đặt cha mẹ mình trên vai như vậy, rồi cái việc mà đấm bóp bằng tay như vậy đó là để gì, để giải tỏa đi, giải tỏa như là tẩy trừ, giải tỏa ha, với cái mục đích là giải tỏa cái sự mệt mỏi của cha mẹ mình đấy. Rồi cái tiếp nữa tức là cái gì, nà ha bana ha, nà ha bana phía trên này này, tức là với cái mục đích tức là cái gì, nà ha bana là về tắm rửa này này, mà chúng ta sẽ có là si tun ha kale, tức là si tá un ha và ca lá nhỉ. Si tá là mùa lạnh đấy, un ha là mùa nóng, là ca lá tức là vào cái thời điểm mà mùa lạnh nè, hoặc như là mùa nóng nè, và này này thì vào cái mùa lạnh đó thì như thế nào, sẽ là un ha. Rồi bắt đầu u đá cá đây, un ha u đá cá ha, tức là cái nước nóng đấy. Còn si tá u đá cá là cái nước nước mát đó hả, nước lạnh đó. Rồi là ha ba nê đó, tức là vào cái mùa lạnh đó thì bắt đầu cũng biết nấu nước nóng đó để tắm rửa cho cha mẹ của mình, cũng như vào cái mùa lạnh đó, sẽ là cũng vào cái mùa nóng đó, thì cũng biết là lấy nước mát, lấy nước lạnh đó để tắm cho cha mẹ của mình, chung quy là làm cho cơ thể nó gọi là nó sảng khoái đó. Tùy theo thời tiết nè, mình nghĩ rằng tắm rửa đó là phải chuẩn bị nước ngon vậy. Rồi rồi còn cái từ mà kế tiếp nữa tức là cái gì, sambahana này ha, thì sambahana chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì, đây sambahane ná đây này, hatha ba di năng là tên là đối với tay và chân này, thì a cách đó đó. Ở đây Akadana có nghĩa là kéo hả, kéo tới đó à. Hoặc như Parikadana có nghĩa là kéo kéo cho giãn ra đó à. Sankhatena mang nghĩa rằng tức là đấm bóp kéo giãn cơ à, kéo giãn khớp như vậy đó cho cha mẹ của mình. Ở đây Sampadana hả, cũng nghĩa là sự đấm bóp rồi bắt đầu là kéo giãn, làm cho máu huyết lưu thông đó. Upatthana Nangkaraya này, tức là người con này nè, và cái người con này có thể cái gì, có thể phụng dưỡng. Upatthana có thể phụng dưỡng, phục vụ bằng cái việc gì, với cái việc ví dụ như là thoa hoặc đắp những cái vật thơm,
để loại bỏ đi những cái mùi hôi trên cơ thể khi mà đặt cha mẹ mình trên vai, hoặc như là đấm bóp bằng tay vậy, để loại bỏ đi cái sự mệt mỏi cho cha mẹ, hoặc như là cái việc mà gọi là cái việc mà tắm rửa bằng nước nóng, tắm rửa bằng nước nóng hoặc như nước lạnh tùy theo cái mùa tiết, tức là lạnh và nóng, hoặc như là cái việc mà gọi là xoa bóp rồi bắt đầu kéo giãn gân cốt đó cho cha mẹ ha. Đấy. Rồi chúng ta đang tới đây. Đây là tê chất tắt theo quá, tức là sau khi ấy như vậy rồi bắt đầu như thế nào, tê chất theo quá đây nè, mutakari chạy cho nhà cho dùng cái chay dùng. Cái chay dùng là bữa trước là chúng ta dùng thử nghĩa là để tẩy trừ những cái vật quế hả, làm mất đi đấy. Tẩy trừ cái ta làm cho cơ thể nó được thoải mái. Ở đây chúng ta chưa dạy hả? ở đây ta là tê giá tắt theo qua tí tê giá mà tại biết ta ru tắt theo quá tắt sát ăn sắc cụ tê su ni xin nào quá mất ta cà ri xăng chứ chê dùng. Khi mà đang ngồi trên vai, khi mà đang ngồi trên vai của mình, rồi như vậy ha, như vậy tức là cái gì, như vậy đó là và họ có thể ha, tức là anh chị cha mẹ đó này, cha mẹ đó này, cha mẹ khi mà đang ngồi trên vai như vậy đó, thì có thể mà thải ra ha, có thể thải ra những cái vật bế trực của thân đấy ở tại đấy, mang nghĩa rằng tức là tê Matabitaro tức là cha mẹ ấy đấy, tức là người cha và người mẹ ấy đó thì như thế nào, thì khi mà đang ngồi Nisina, khi đang ngồi trên vai ha, vai trái vai phải đó của người con ở tại chỗ ấy đó, thì có thể gọi là có thể một con là thải ra những cái vật uế trược, tức là đi tiêu đi tiểu lên tại đó đó. Rồi bắt đầu natri qua pikawe hả, thì ở đây tức là ngài mới xác định rằng á ngay cả cái việc như vậy đó thì cũng như thế nào, tức là này các tỳ kheo ná cá tăng nè hả, ná cá tăng hô tí bát cá tăng qua bát tức là sự đền đáp đó. Mà cá tăng tức là có cái sự đền đáp hả, tức là không thể nào có cái sự đền đáp cho cha mẹ đối với người ấy được đó. Ngay cả cái việc mà còn phụng dưỡng như vậy đó cũng không thể nào sánh bằng được đấy. Đây, đây tức là này cái tỳ kheo này các tăng hô tiếp bát các tăng qua chúng ta sẽ là nó tuyệt quá đó, tức là ná đấy, tức là không thể có cái sự mà gọi là đền đáp xứng đáng cho cha mẹ rồi. Imisa de Pikawe. Ở đây Isa, Isa đi bắt chia. Còn ở đây tức là cái gì? Ở đây còn thêm nữa đó là tá hu rồi này mà ta. Đây đây đây. Isa đi bắt chia ha. Tức là hoặc như là cái người con nó có thể mà đặt cha mẹ vào cái vị trí gọi là vua ha. Chúa tể ở một vùng như vậy đó. Với đầy đủ những cái báu vật như vậy nè. Bá hu tá rát tá. Ratana giá ha. Tức là về những báu vật, những cái báu những cái báu vật ví dụ như là ngọc đỏ vân vân này ở trên gọi là cái đại địa này, Mahabathwi này, ngay cả khi mà gọi là người đó có khả năng có thể cho cha mẹ là làm đại vương được cũng như là hoàng hậu như vậy đó thì cũng không có thể, thì cái câu cuối đó tức là cũng cũng không có thể đền đáp được nha. Đấy, chúng ta coi trong cái đoạn này được gọi là Isara di bách chia rắc chia tí, tức là chắc cá quát tí rắc chăng này này. Sanda dê quát á hăng á, sanda dê quát á hăng đó, tức là sanda giá còn ê quát còn á hăng đấy. Tức tức là cái gì? Tức là đã nói rằng đó ta là liên liên hệ ha.
tức là chỉ liên liên hệ đến gọi là cái địa vị, cái địa vị gọi là chuyển lưng vương, tức là vua trong các vua đó. Ngay cả khi mà đặt cha mẹ mình vào cái địa vị gọi là tối thượng như vậy đó, thì cũng không thể nào đền đáp được ha. Rồi Abaraka, Abaraka thì chúng ta dùng thương nghĩa là cái gì? Là bảo vệ, là nuôi dưỡng đó ha. Mà trong cái đoạn ở đây tên là cái gì? Đây đây này. Tại sao vậy? Ăn cái xá hê đúng không? Vì sao vậy ha? Tức là vì cha mẹ là như thế nào? Này cái tỳ kheo nè, vì cha mẹ đã làm rất nhiều ha. Rồi bắt đầu đã chăm sóc à. Abadaka đó thì chúng ta dùng để chăm sóc và nuôi nuôi dưỡng ha. Đã bảo vệ, đã chăm sóc, đã nuôi dưỡng. Được gọi là Abadaka đó, tức là cái người mà gọi là người, người bảo vệ, người hộ trì cho mình đó, tức là cái gì? Wadaka ha, Anubalaka. Này, Anubalaka Bali tí đó ha, tức là bảo vệ hộ trì đó. Wadaka tức là cái người mà gọi là nuôi nấng đó, từ từ Wadaka tí làm cho tăng trưởng đó, ha, làm cho lớn mạnh đó. Mang nghĩa là cái người người nuôi dưỡng, cũng như là người đối với cái vai trò của cha mẹ, nó không phải chỉ có khía cạnh tức là nuôi cho lớn không thôi hả, mà cần phải bảo vệ cho con trẻ của mình từ lúc mà nó còn từ lúc còn là một hài nhi vậy, cho đến khi mà lớn, ngay cả khi mà gọi là có gia đình rồi đó, với cái tâm cảm thương tưởng của cha mẹ nó cũng luôn luôn bảo vệ. Dẫu rằng không có thể mà ra mặt hoặc không có thể mà tác động nhiều vậy, tuy nhiên nhưng mà sâu trong tâm cảm thì cha mẹ vẫn luôn luôn gọi là bảo bọc nhỉ, vì rằng đó là cho dù con có lớn nó cỡ nào đó thì nữa, trong thế giới ánh mắt của cha mẹ thì đó cũng là một đứa trẻ thôi. Đấy. Rồi thật vậy ha, những cái người con đó thì như thế nào, những người thường người con nè được nuôi dưỡng nè, có đi ta nè, cũng như là được bảo vệ, được che chở bởi ai? Bởi ma ta biết tu hí, bởi cha mẹ của mình. Đấy. Rồi đây tên là nuôi dưỡng, là Posca. Đây tên là cái gì? Posca đây tên là sau khi mà gọi là Hatha Ba De Wat De Toa, Hariya Lohi Tăng Ta Di Toa, Posca ha. Tức là sau khi mà nuôi dưỡng cho trưởng thành đó, tức là nuôi, tức là làm tăng trưởng mà tay chân tới cơ thể đó, mang nghĩa là tức là nuôi lớn đó, nuôi lớn đó. Rồi bắt đầu là nuôi bằng hết cái tâm huyết của mình đó ha, thì được gọi là Posca đó ha. Có thể là nhịn ăn và chừa những phần ngon cho con, có thể là nhịn mặc nè, phải như là chừa những cái vật ấm, những cái chỗ nằm gọi là khô cho con của mình, để cha mẹ có thể hy sinh tất cả ngay cả nguyên có thể hy sinh cái mạng sống có thể bảo vệ cho con của mình nữa. Rồi kế tiếp là Buddha hi ma ti pi tu ti Buddha này, Buddha Bata Anabana di hi Patichakita. Ở đây Buddha là gì? Buddha ở đây đó thì đây là quá khứ phân từ nha, mang nghĩa rằng tức là được nuôi dưỡng nha, từ cái động từ của Bồ Xê Tý đó. Tại vì Buddha này nó cũng là một cái hình thức gọi là nó tương tự giống như cái động từ mà gọi là Buddhati đó, đó là đã hỏi đó, nhưng mà chúng ta phải dùng cái Buddha này, tức là quá khứ phân từ của động từ Bodhisattva nè, Bodhisattva tức là Bodhisattva này nè, tức là sự nuôi dưỡng này đấy, mang nghĩa rằng tức là con cái là những người được nuôi dưỡng nè, rồi bắt đầu là được 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 Bun Pata, tức là chúng ta dùng cái nghĩa là nuôi lớn nè. Con nó được nuôi dưỡng, được nuôi lớn cũng như là anh đã ba na lý bằng mà gì, được nuôi dưỡng nuôi lớn bằng thức ăn thức uống vân vân bởi ai? Bởi cha mẹ. Còn nữa tức là ba tí, ba tí chắc ký ta nữa, ba tí chắc ký ta thì cũng có nghĩa là tức là sự nuôi lớn luôn hả. Như vậy sự chăm sóc vậy. Ba tí chắc đi ta, chúng mình cũng nghĩ chăm sóc đi. Tại vì cái chữ mà Buddha và Bata là chúng ta đã nuôi dưỡng nuôi lớn rồi, cho nên là cái chữ ba tí chắc đi ta tức là sự chăm sóc ha. Như vậy là thật vậy, con cái thì được nuôi dưỡng, nuôi lớn, săn sóc, được nuôi dưỡng nuôi lớn bởi thức ăn thức uống vân vân. Và cũng như được săn sóc, được chăm sóc đó bởi cha mẹ của mình ha. Rồi kế tiếp đó là Imasa Lokasa.
Dasetaro. À, không những mà đã nuôi dưỡng nuôi lớn như vậy rồi, bắt đầu là cái gì, Dasetaro tức là cái người mà chỉ dạy ha, Daseta Daseta đó. Dasetaro chia theo chữ cái số nhiều đó ha, là cái người mà hướng dẫn, người dạy dỗ, người dạy dỗ cho gì, cho cái cuộc đời này, tức là người hướng đạo cho cuộc đời này ha, người dạy dỗ cho cuộc đời này. Dạy dỗ cho cuộc đời này là sẽ chúng ta cơ cơ là imasa lokasa dasa dasetaro ti sache sachehi matabitaro cha ta diwasiye wabutang ba de gahe to an aranye wa nani yang wa babate wa kipayung imasmin loke itha nitharamanang napasaya. Thật vậy, nếu nếu như thế nào, nếu mà ma ta biết rồi, nếu cha mẹ này này mà ở đây tức là được gọi là cái người, được gọi là cha mẹ là những người gọi là dạy dỗ hướng dẫn cho vào đời đó hả. Ừ. Tức là nếu cha mẹ mà gọi là như thế nào, gahe toa mới nắm lấy chân ha của đứa con đó đấy. Ừ. Rồi cha ta đi qua xe gì quá, tức là cha ta tức là cái sự sanh ra hả, đi qua xá tức là vào cái ngày mà sanh ra hả. Ừ. Trong cái ngày sanh ra đi qua xe này, này bị cắt này, và cái lúc mà gọi là chào đời đó, thì nếu mình như cha mẹ mà không có lòng thương tưởng đó thì bắt đầu đó là như thế nào, mới gahe toa thì gahe tiếp chúng ta có thể là dùng nghĩa là quăng không, mới nắm, đúng rồi nắm, rồi bắt đầu chúng ta có cái động, có cái động từ khi bay dung đây nè. Ừ. Khả năng cách đó từ người khi bắt tí đó, khi bắt tí mà nghĩa là tức quăng hoặc như là đặt vào đó, thì rằng chúng ta có là aranya tức là trong rừng nè, ní nadi yang nè tức là nadi đó ở trong sông nè, gọi như là ba 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 te nè tức là ở đâu, tức là ở trong ba ba tám này thì chúng ta dùng cái nghĩa là ở trong ở tại cái vách đá ha, ba ba tá là ở tại cái vách đá đó. Như vậy đó ta là nếu mà cha mẹ mà không có thương tưởng, không hướng dẫn như vậy đó, vào cái ngày sanh ra như vậy mà nắm chân của đứa con như vậy đó mà quăng xuống, quăng vào rừng hoặc như quăng xuống nước hoặc như là quăng ngay tại vách đá như vậy đó, thì imas minloke thì như thế nào, thì cái đứa trẻ đó đấy, thì cái bút tô này này, thì cái bút tăng này này, nó ná bát xây giá thì nó không thể nhìn thấy được cái gì, cái điều mà gọi là điều tốt nào cũng như cái điều xấu ha, tức là cảnh xấu và cảnh tốt đó ở đời, tức là nó không thấy được cái điều xấu và điều tốt ở đời này. Ừ. Do cái lòng thương tưởng, do cái lòng mà gọi là yêu thương cho nên là dạy dỗ hướng dẫn chỉ bảo tự ly tự tí, ở đâu là cái điều xấu cần phải tránh và đâu là cái điều tốt cần phải làm nhỉ. Chính do cái việc mà gọi là các vị cứ để ý đi, khi mà các vị mà chỉ cần mà giúp ích cho một người nào, hướng dẫn cho một người nào trong khoảng thời gian rồi, trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhỉ, mà thấy có sự sửa đổi như vậy đó là các vị thấy đã nhọc công rồi. Mà nếu mà trong một thời gian dài mà trong suốt ở là mấy chục năm như vậy và nuôi dưỡng rồi bắt đầu hình thành là cái nhân cách cho con của mình, thì như vậy cả một cái quá trình vẫn là không có thể mà nghĩ bàn được đó. Chưa tính cái đó là những cái đứa bé ngỗ nghịch nha, những cái đứa bé ngỗ nghịch thì cha mẹ còn phải nhọc lòng nhọc công nữa, cho đến lớn đến già đi nữa thì cha mẹ vẫn phải lo cho, có thể là nó chơi với bạn xấu rồi bắt đầu nó xa đà vào trong những cái mà cái tệ nạn xã hội, rồi bắt đầu là tù tội, rồi bắt đầu là những gọi là những chung quy là những cái tệ nạn của xã hội đó hả, thì cha mẹ còn khổ biết bao nhiêu nữa. Đấy, cho nên là cha mẹ phải huấn luyện từ lúc còn nhỏ hả. Đấy, thì nếu mà cha mẹ làm như vậy đó thì những đứa trẻ nó không thể nào thấy được cái điều mà tốt xấu ở đời này. Rồi kế tiếp nữa tức là cái gì, Iwa akatoa abaditata Bồ Sĩ Tát Tà Y Sa Imas Mi Akatoa, nếu mà không, tức là sau khi tức là không làm như vậy đó, nếu mà không làm như vậy ha, Ewa Akatoa Na Akatoa không làm như vậy mình như thế nào, Abaditata Abaditata tức là chỉ cùng cái Matabitaro phía sau này. Nếu mà không có không không có gì không có làm như vậy, nhưng mà trái lại đó là cái gì, là nuôi 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 dưỡng nè, cũng như là bảo vệ nè. Ừ. Rồi
thì cái đứa trẻ nó như thế nào, Bát Sát Tí hay Nisaya, thì nó có thể nhìn thấy do nhờ vào cái gì, thì nó có thể nhìn thấy được cái điều tốt tốt đẹp, hỏi như cái điều tốt điều xấu ở đời đó, ở đời này, này. Thì cái e xá ra là chủ từ này, này nếu không làm như vậy đó thì cái e xá ra này nó bắt xá tí hả, thì nó có thể nhìn thấy được do nhờ vào cha mẹ đó, nó có thể nhìn thấy được cái điều tốt điều xấu ở đời này, tức là cha mẹ là nuôi dưỡng hả, thì được nuôi dưỡng và bảo vệ như vậy. Rồi ở đây T cộng với Asa này, như vậy là T ra này, T là gì, T ở đây đó tên là T Dasyataro Namahunti hả, thì cha mẹ tức là bọn họ đó đấy mới được gọi là cái người mà hướng dẫn vào đời cho gì, cho cái đứa trẻ, cho con của mình đó. Đấy. Rồi kế tiếp là Samadabeti. Samadabeti là cái gì? Cái đoạn dưới tức là cái gì? Cái đoạn dưới ở đây tức là, và này cái tỳ kheo ha, là vô rồi này. Người nào đó? Ở đây cái Matapitaro chúng ta dùng nghĩa là đối cách ha, tức là người nào mà như thế nào? Samadabeti, Patithabeti tức là khiến cho, gọi là khiến cho an trú đó hả, Samadabeti tức là khiến cho thọ trì đó hả, khiến cho gọi là thọ trì. Sambada hả, Sambada tức là cái gì, tức là có được cái gì, có được cái lòng tin đó hả, có được cái lòng tin đấy, có được cái niềm tin đó, tức là khi mà cha mẹ của mình đó, khi mà ở đây vị trí cách là khi cha mẹ của mình chưa có niềm tin đó, thì cái người nào đó mà khiến cho cha mẹ mình an trú và cái niềm tin và phát triển cũng như là vững trú vào trong cái niềm tin như vậy, hoặc như khi cha mẹ mình không có giới đó, thì bắt đầu cũng giúp cho có giới như vậy, hoặc như là khi mà có cái sự mà bọn sẽ ích kỷ, chưa biết được về cái pháp gọi là bố thí vậy? Chưa biết được rằng đó, về cái quả mà của bố thí mà sẽ mang lại như thế nào, và đó cũng là cái con đường để đoạn tận cái sự mà gọi là bọn sẽ ích kỷ, và cũng là cái yếu tố mà hướng đến cái sự giải thoát, khiến cho cha mẹ mình hiểu được như vậy đó, mới từ bỏ và bắt đầu mới thực hành cái pháp mà là xả thí như vậy đó. Hoặc như cha mẹ mình chưa có trí tuệ hiểu về định lý nhân quả, hiểu về điều thiện và điều bất thiện mà theo thực tính pháp, hoặc như hiểu về cái con đường mà tu tập, hoặc như hiểu về sự khổ của vòng luân hồi này đó, thì khuyến khích hướng dẫn và giúp cho cha mẹ mình an trú vào trong đó. Như vậy là có gì, có đức tin là một ha, giới là hai nè, rồi bắt đầu có sự xả thí là ba nè, cũng như là có trí tuệ là bốn này, đấy với bốn cái điều này này, thì cho nên mới rút cái từ đó là Sammadabbeti đó, tức là khiến cho thọ trì đó ha, gọi là khiến cho thọ trì, tức là Ganhabbeti đó, Ganhabbeti tức là khích lệ, hoặc như là khiến cho cha mẹ mình, bằng cái điểm thí dụ như cha mẹ mình chưa có cái sự hoan hỷ, chưa có cái niềm tin trong cái việc mà bố thí vậy, thì thay vì đó là cho tiền cho cha mẹ mình gọi là thụ hưởng những cái dục lạc ở trên thế gian đó, bắt đầu là tạo cái điều kiện cho cha mẹ mình có những cái lễ phẩm mà đi đi làm phước cũng như nó tăng chúng và tập sự từ từ như vậy, thì lâu ngày dài tháng rồi bắt đầu là khi mà kết hợp với cái vấn đề gọi là nghe pháp cũng như là cái việc mà luôn luôn tạo cái điều kiện thuận lợi như vậy đó, thì lâu ngày sẽ sửa đổi được gọi là cái sự nhận thức của cha mẹ, nếu như cha mẹ mình chưa có cái niềm tin ha, vâng đấy, nên gần hai mươi tiếng rồi imas mi sute ha, sadasi la chara panya rồi bốn cấp này, lokiya lokutara rồi misakakatita rồi dhammasena pati ha, sariputathera sadiso vapikhu tesu patithabeti namati vittapo. Ở đây tức là trong cái bài kinh này này, trong cái bài kinh thứ tư này này ha, bài kinh thứ tư trong cái đoạn số 34 này này, thì như thế nào, thì ở đây tức là Katita tức là cái phần mà gọi là tổng hợp, cái phần mà gọi là kết hợp ha, cái phần kết hợp giữa mà cái pháp mà thiện mà hiệp thế lẫn thiện mà siêu thế đó đã được đề cập đến, tức là cái pháp thiện mà hiệp thế lẫn siêu thế, tức là về bốn khía cạnh này, tức là đức tin nè, giới hạnh nè, sự bố thí nè, sự xả thí nè, cũng như là trí tuệ này.
Tức là từ cái nền tảng đây là thiện pháp mà gọi là hướng đến, gọi là thiện pháp mà thuộc dục giới ha, tức là hướng đến gọi là nhân, những cái lợi ích mà của cõi, cõi người cũng như là cõi trời nha. Nhưng mà đây là cũng nghĩa là cái pháp gọi là khi mà đối với một vị hành giả mà gọi là tu tập và minh sát ha, cũng phải dựa vào những cái thiện pháp này nha. Cũng đều là những cái đều là cái nguyên nhân, đều là cái yếu tố hay là cái nền tảng nha. Cũng từ những cái khía cạnh này mới trau dồi được tròn đủ những cái pháp mà gọi là toàn hảo parami. Thì nhờ đó cho nên mới có thể mà chứng đạt được một quả vị mà giải thoát ha, tức là Lokottara này. Tức là bốn cái pháp này cũng vừa là thuộc về thiện mà hiệp thế, mà nó cũng là cái nhân tố để làm khởi sanh thiện siêu thế, tức là bát chỉ đạo khởi sanh. Rồi ở đây tức là cái gì, cái bhikkhu khú này này, quê đi tập bồ, đây chủ từ chúng ta là quê đi tập bồ chứ không có đi quê khú hả. Ở đây vì rằng cái câu này là Đức Phật đang nói ai, đang nói là này cái tỳ kheo hả, này cái tỳ kheo tức là cái người nào đó này, tức là ai ở đây em chỉ, tức là cả mà gọi là cả người xuất gia lẫn tại gia nhỉ. Ví dụ như là người xuất gia đó thì khi mà cha mẹ mình chưa có niềm tin đó thì mình phải dùng cách gì đó nhỉ, tạo cái cơ duyên, tạo cái điều kiện. Ví dụ như cha mẹ mình là một là những người mà sống ác tà kiến rồi ở trong khu vực gọi là không có cái điều kiện như vậy đó, cũng sống ác tà kiến như vậy đó, thì mình chưa có mà có thể mà giúp đỡ khích lệ bằng cái vấn đề gọi là khẩu giáo, thì mình có thể dùng thân giáo bằng cái việc đi khất thực rồi bắt đầu dùng nhiều cái hạnh lành và cảm hóa từ 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 và rồi bắt đầu mới dùng gọi là cái khẩu giáo mà húng mà giáo hóa ha. Đấy. Cho nên nó thì ở đây tức là dùng cái chữ bị bhikkhu này, cho nên vị tỳ kheo đó cần phải được hiểu rằng, cần phải nên biết rằng nó tức là ở đây chúng ta là Dhamma Senabati Sariputta Thera ha. À không không, ở đây cái Sariso cũng chỉ cùng cái bhikkhu luôn này. Tức là Sariputta Thera tức là giống như trưởng lão Sariputta ha, là bậc gọi là Senapati, tức là bậc là tướng quân chánh pháp đấy. Đây là tỷ là tướng quân đó hả. Giống như là giống như vị tỳ kheo, giống như những vị tỳ kheo mà gọi là có cái gì, có cái hạnh đó là hiếu hạnh như vậy đó, giống như tôn giả Sariputta như vậy đó. Khi mà ngài xuất gia rồi bắt đầu ngài cũng khuyến khích khích lệ cho anh em trong nhà cũng đi xuất gia và đều chứng quả thánh cả, cho đến cuối đời mà trước khi mà viên tịch Niết Bàn ngài cũng về ngài hóa độ cho mẹ của ngài. Đấy. Ở đây anh chị tức là cái gì, tức là bát tít tha bê tí, tức là khiến cho an trú vào trong tê số và những cái điều ấy nè, tức là vào những cái mà pháp lành như vậy, tức là tính giới nè, vân vân, những cái thiện pháp đấy. Rồi như vậy tức là chúng ta đã xong cái đoạn này rồi ha, chúng ta đã xong cái đoạn ở đây rồi. Bây giờ ở đây mới nói thêm nữa là cái gì, tắt tha ha. Rồi xin mời một vị hãy đọc cái đoạn này. Dạ, bác sư, con xin đọc ạ. Em mời cô ạ. Tát tha, mát tà bí tú ú bát thà năng, út tá đà rát xá sẵn gá hồ tí. Mát tà bí tú ú bát thà năng, bí ká quê, bàn đi tá bàn nhát tá, bàn nhát tàn tí, chát. Ê quá mà nì ní, mát tà bí tú năng, bút tát xá, bá hồ bá gà rá, bahwa sada kani sutati sutani tathat bani gatha gathasu ucatreti ucanti kathiyanti bajaya bajaya anukam pakati parisang panang cinditoapi atano sangkakang yang tinci kacitoapi Atano ba chăng ba tí chắc chăng tí rồi ba chăng tí tasma ba giác giác Atano putanang anu căng ba ca anu ga ha ha ca Namaseyati sayang patang upatanang gan tòa ý đăng mây hăng utamang bình nhắc khét tàn tí Nam Makkarang Kariya
Sakkarayati sakkarena patimaneya idani tang sakkarang asento anena ti adi maha tatha anena ti sagupatta kadani yena panena ti atawida banena vatena ti niwasana parupa rupanena sayanena ti mancha pita bisi singbo ha na dina yagu bata kada kada niyena panenati atawita banena vatenati niwasa napa rupa nena saya nenati manja pita bisi bisi bingbo ha na dina saya nena ucada nenati dukan tang pati wino detoa suganda karanu cada dena nena naha nenati sita sita kale unho dat kena unha kale sito dat kena atan gatani paricing sitwa naha pa nena padanang dowa nena jati uboda kasito dat kehi pada doan doa nena cewa dela makha nena ja ya con xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi hoặc như là cái đoạn mà gọi là chúng ta sẽ thấy là mata bi tu upatthana nam buddha ra sangakho đó, tức là cái trong cái câu đầu đó, trong cái câu đầu mà với bài kệ số 6 đó hả, trong Mangala Sutta đó mà chúng ta đang học đấy, tức là cái việc mà phụng dưỡng cha mẹ nè, cũng như là cái việc mà là cái việc mà nuôi dưỡng ha vợ và con nè, đó là cũng như là những cái điểm lành như vậy đó. Mọi như dưới đây tức là được trích ra, tức là này cái tỳ kheo ha, cái việc phụng dưỡng cha mẹ ở đây tức là cái gì, tức là cái hành động mà có trí, hành động mà gọi là hành động mà có được gọi là hành động của trí đó hả. Rồi ở đây tức là cái gì đây? Tức là Ewa Madi Matabito Nambutadasa. Chúng ta sẽ thấy là tức là Sutta Ní này nè. Tathapa Ní hả? Sutta Ní là những bài kinh này nè. Những bài kinh này thì như thế nào? Chúng ta sẽ viết trước là Bahu Bakara. Bahu Bakara. Bahu Bakara bawa sadaka. Bahu Bakara tức là cái sự mà gọi là đền đáp, cái sự mà gọi là đền đáp rất nhiều ha. Rồi. Rồi như vậy thì ở đây tức là cái gì? Bahu Bakara ha, tức là bằng nhiều cách thức, là Bawata Sadaka ha, Sadaka có nghĩa là cái gì? Tính từ mang nghĩa rằng tức là thực hiện đó. Tức là những cái bài kinh mà gọi là đề cập đến cái việc mà gọi là cái việc mà gọi là phụng dưỡng cha mẹ đó bằng nhiều cách thức ha, bằng nhiều cách thức đối với con cái này này cho cha mẹ của mình, thì bát thấp ba nếu tức là cần, tức là cần được nhìn, cần được thấy giống như vậy ha, cần được thấy giống như phía trên mình đã đề cập đó, còn nhiều cái trích đoạn đấy. Đấy
Rồi đây tức là gatha sút, tức là trong cái bài kể này thì được gọi là vichare. Trong cái bài kể này là trong bài kể nào? Là trong cái bài kể này nè, trong cái bài kể mà chúng ta quay ngược lại ha, quay ngược lại trong cái bài, quay ngược lại lại trong cái phần mà trong cái bài 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 kinh số 100 để bài bài kinh số 7 đó, cái đoạn số 106 đó ha. Mà cái bài kể này là nằm trong cái gì, trong khu Đất Cát Ba Tháp chúng ta đang học đây này, chúng ta còn nhớ này, Brahmani nè, Matabito này, đấy đấy, nó quay ngược lại cái này thật ra tha số hào vichare này này Vichanti Kathiyam Pattaya. Vichare đây, trong cái này chúng ta sẽ thấy là động từ ra Vichare đây nè. Đấy. Thì trong cái bài kể này được gọi là Vichare, đó là cái gì được gọi đó ha, tức là Vichanti Kathiyam tí nè, tức là được nói hoặc như được gọi đến. Rồi Bacchaya Anukampaka. Đây Bacchaya Anukampaka đây. Đấy. Bacchaya Anukampaka ở đây thì tên là cái gì? Pare sang pan năng chin đi toa. Ở đây Anukampaka là chia cùng cách với là cái gì? Chia cùng cách với là Matabitaro nha. Chỉ cùng cái đấy mà ta biết taro này này. Pari sang ba năng chin đi toa, tức là sau khi cắt đứt cái mạng sống của những chúng sinh khác, tức là sau khi mà sát hại chúng sinh khác thì như thế nào? Atano sang tất căn văn kinh cha chi toa, cha chi toa, cha chi toa đây tên là cái gì? Mình cho đến so với các mức sống của chúng sinh khác. Rồi bao giờ mới chết chi toa? Chết chi toa thì thải ra bất cứ cái gì mình liên quan đến mình. Rồi vô bá danh tí, ở đây vô bá danh tí là chia theo số nhiều, vô bá danh tí, vô bê tí đó, vô bá giá tí, vô bê tí đó, vô bá danh tí tức là mang nghĩa là bảo vệ nè, che chở đó. Còn bá tí chắc cá tiết mang nghĩa là nuôi dưỡng nè. Cái do vậy đó, do vậy này có cái lòng cũng như có cái sự cũng như vậy lòng cũng giúp đỡ đến cái con của chính mình. Bất cứ cái gì mà thuộc về mình à, như vậy đó ha. Như vậy ở đây trong cái câu này tức là cái gì, tức là cha mẹ đó là những người mà có cái lòng bi đối với con, tức là lòng mà trắc ẩn thương xót đối với con của mình đó à. Đối với con của mình tức là cái gì, họ có thể họ hy sinh, họ có thể họ đoạt mạng những chúng sinh khác mà để gì, để bảo vệ ha, để giải thoát, để bất cứ những cái gì mà gọi là thuộc về họ, tức là để cứu cho con của họ, hoặc như là để nuôi dưỡng, để bảo vệ cho cái chúng sanh mà thuộc về cho cái chúng sanh của mình nó, tại chỉ là con của mình đấy. Thì do đó đấy, do đó đó thì cha mẹ gọi là ở đây cha mẹ là chủ cách đó ha, mới chia là Anukampaka nè, là những người có lòng thương tưởng nè, rồi Anugraha là những người mà giúp đỡ rất nhiều cho con của chính mình. Tức là họ có thể họ 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 hy sinh, họ có thể họ làm một cái điều bất thiện gì đó trong cái lúc mà có thể bảo vệ cho con của mình đấy. Rồi kế tiếp nữa tức là như vậy là trong cái đoạn này là cái gì,
Đoạn này chúng ta thấy là cái gì đây? Brahmanimatabitaro. Như vậy đó là cha mẹ đó được gọi là cái gì? Cha mẹ là được gọi là Phạm Thiên, cũng như cha mẹ được gọi là vị tiên sư hả? Ừ, vị đạo sư đó, vị đạo sư trước tiên hơn vị tiên sư đấy. Rồi cha mẹ cũng là cái bậc gọi là đáng được cúng dường đối với con cháu, đỡ xin lỗi đối với con cái hả? Rồi cha mẹ đó là những người mà có cái lòng thương tưởng đối với con của mình. Bát cha chúng ta phải hiểu rằng đó là bát cha giá Atano, bát cha giá gì, bát cha giá Bhutta năng hả, bát cha giá Atano Bhutta năng mà đối với con cái của mình, tức là những sinh linh mà thuộc về mình đấy, cho nên mới được gọi là Atano bát chăng này này, tên những cái gì mà thuộc về mình, thuộc về mình. Rồi rồi kế tiếp tức là cái gì, Namaste á. Phía dưới này chúng ta sẽ coi lại nghĩa là cái gì đây. Do vậy ha, Namaste á tức là chiên ngôi, khả năng cách ngôi thứ ba số ít vậy. Ừ, tức là nên á, nên 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 tôn kính. Ừ, nên cúng dường, hoặc như là nên 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 phụng dưỡng, nên cúng dường, nên phụng dưỡng, cho nên bậc trí này là chủ từ này, bậc trí nên cung kính, nên phụng dưỡng cho ai, phụng dưỡng nê ra này, phụng dưỡng cho họ là tức là gì, cha mẹ của mình nó, với gì, với thức ăn thức uống nè, y phục chỗ ngủ nè, cũng như sự sự đấm bóp, rồi sự tắm rửa, cũng như là sự rửa ráy tay chân vân vân đấy, thì được gọi là cái gì, được gọi là Namaste giá, tức là xe sa dân ba tầng, tức là sau khi mà gọi là cái gì sa dân ba tầng. Rồi như vậy là sa giá có nghĩa là sa dân, tức là chúng ta dùng cái trạng từ ha, mang nghĩa là tức là buổi tối, là ba tá tức là ba tăng, tức là buổi sáng đó, tối và sáng nè, tức là ganh roi bát tha năng, tức là khi mà gọi là tức là chăm sóc nè, là upatthana có nghĩa là sự chăm sóc nè, sự chăm sóc rồi cũng như là sự sự kính lễ đó, sự tôn trọng đó, sự chăm sóc, sự kính lễ, sự tôn trọng đó. Tức là luôn luôn có sự kính lễ tôn trọng, hoặc như là phục, hoặc như là chăm sóc cho cha mẹ của mình cả sáng lẫn tối nha. Ừ, là cả ngày như vậy đấy. Rồi bắt đầu cái giá nè, namaskar răng. Rồi như vậy chúng ta đang dùng theo cái nghĩa của là namaskar, nhưng mà chúng ta nghĩa là cung kính ha, cung kính. Như vậy đó là namaskara thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là cung kính đấy nè, cho nên có thể là cung kính, có thể là tôn trọng. Ừ, vì nghĩ rằng đó là y đang may hăng uttamang bun nhắc cái tăng, tức là cha mẹ, tức là đây đó, đây là cái ruộng phước, đây là cái ruộng phước tối thượng của mình cho ta đó, đây là ruộng phước tối thượng cho ta, tức là bằng cái việc gọi là cung kính tôn trọng cha mẹ của mình nha. Từ sáng cho đến tối cả ngày như vậy, suốt năm này qua năm khác như vậy, vì nghĩ rằng đó, với cái sự cung kính cha mẹ của mình đó, đây là cái hành động mà sẽ là hành động phước báo nữa. Rồi Sakkarayya, thì Sakkarayya thì chúng ta cũng có nghĩa là cung kính, mà cũng có nghĩa là sự 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 cúng dường, sự phụng dưỡng luôn ha, cho nên chúng ta dùng cái nghĩa là Sakkarayya Patimma Nayya. Patimma Nayya tức là động từ Patimma Nayya tí hả, Patimma nó tí mà nghĩa là tức là cung kính. Sakkara là với cái sự tôn trọng, với sự cung kính. Như vậy cả hai đều là tôn trọng, cả hai đều là tôn trọng và cung kính, ví dụ nghĩa vậy luôn à. Rồi ở đây tức là cái gì, cái thứ mà tên là, rồi bây giờ đó Ida lý tức là ở đây đấy, bây giờ tăng sắc ca răng đó tức là khi mà thể hiện, khi mà thổ lộ, khi mà biểu lộ và cái sự tôn kính, cái sự cung kính ấy nha, cho nên mới được gọi là anena, cho nên mới được gọi là thể hiện cái sự cung kính qua ha, qua cái việc tức là đối với thức ăn nè, nó mang nghĩa là phụng dưỡng đấy, thể hiện cái sự cung kính nè, chu cấp nha, qua cái thức ăn nè. Rồi tất tha anena tức là yagubata khadini á, tức là anh chị, tức là cháo nè, rồi thức ăn mà đi cùng với cháo, rồi cũng như là
thức ăn mà có thể nhai nuốt hả, vân vân. Rồi ba nên á thì tức là cái gì, atha vidapa ba ná hả, tức là anh chỉ tám cái loại nước đấy, nước trái cây đó. Rồi ở đây tức là y phục, tức là niwasana ba rupane ná, niwasana tức là cái y phục quần áo hả. Còn ba rupana chúng ta chủ nhiều chúng ta dùng theo nghĩa tức là cũng là y phục quần áo luôn, tức là với y phục và quần áo đó, y phục cũng là quần áo rồi, với y áo à, với y áo. Rồi kế tiếp tức là sanya nena, tức là với cái chỗ ngủ đó, thì với cái chỗ ngủ ở đây tức là để giải thích rằng tức là manh giá, tức là cái giường là bi thá, tức là cái ghế nè. Rồi bí xí, bí xí ở đây tức là cái tấm trải ngồi đó, cái đệm đó, cái tấm đệm đấy. À, tức là cả tức là cung kính chu cấp một cách gọi là trang trọng cho cha mẹ của mình nha. Ngay cả thức ăn thức uống y phục cũng như là giường chỗ ngồi cũng như là đệm lót ngồi ha, cũng như là bimbohana. Bimbohana ở đây tức là cái gối mà che đầu đó. À, tức là tất cả những cái vật dụng mà trong sinh hoạt thường nhật đấy. Sao gia nên á, với cái việc ngủ đó ha, với cái sự ngủ đấy. Rồi Uchcharana, Uchcharana tên là Đúc Ganh Tăng Patiwido Đề Tòa Xu Ganh Đa Karana Karanucha Đa Nê Na. Rồi giống như cái phần mà chú dạy trong cái bài và cái phần mà trong 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 Anguttara Nikaya giá mà chúng ta mới vừa đọc đấy. À, được gọi là Uchcharana tức là cái sự xoa, cái sự mà gọi là thoa đắp đó. À, tức là thoa, chúng ta dùng là thoa đắp đấy, tức là cái thoa gì, Batiwino đề thoa, tức là sau khi mà tẩy trừ những mùi hôi như vậy, và bằng cái việc gì, với cái việc mà gọi là thoa hoặc như là đắp những cái hương liệu à, để khử đi cái mùi hôi cho cha mẹ của mình như vậy đó. Rồi còn cái việc mà tắm rửa cũng như vậy luôn, tức là Sitakale, tức là vào cái mùa lạnh như vậy thì un khô đắc đắc kia ná, tức là với cái nước nóng vào trong mùa lạnh, tức là cái chu cấp một cách đầy đủ nước ấm vào trong cái mùa lạnh để cha mẹ tắm, hoặc như vào trong hoặc như là nước mát nè vào trong cái mùa mùa nóng. Rồi gắt ta Parisin chi toa là hà toa Parisin, Parisin chi toa tên là từ tâm từ Parisin cho tí hả, mang nghĩa ra là tắm đó. Tắm như vậy mà gắt ta ní thì gắt tá, gắt tá gắt tá là cũng giống như ca giá luôn nha, gắt tá nó cũng như anh vậy là cái cơ thể đấy. Như vậy tức là với cái việc tắm hả, tức là sau khi tắm mà cơ thể cho cha mẹ của mình á bằng gì, bằng nước ấm vào mùa lạnh, hoặc như vào nước hoặc như bằng nước mát vào mùa nóng đấy. Rồi rửa ráy tay chân cũng như vậy luôn, tức là unho udaka sito udake đó ba đó. Ở đây tức là rửa 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 rửa, rửa chân rửa tay ha, rửa mặt rửa mũi đó vào cái gì cũng là nước ấm vào mùa lạnh ha, cũng như là nước mát vào mùa nóng đấy. Tê lá mắt cá mê đó, ở đây tê lá có nghĩa là dầu ha, mắt cá ná tức là cái gì anh chị, tức là sự thoa đó, tức là thoa dầu, thoa dầu. Ở đây bao gồm cái chữ mà đô quá ná tức là cái gì, cái sự mà rửa ráy tay chân thì cũng bao gồm luôn cả cái vấn đề gọi là rửa ráy tay chân bằng nước ấm hoặc như là nước mát vào những cái mùa mà trái nghịch ha, rồi cũng như là thoa bóp dầu đó. Rồi cái đoạn cuối ở đây đó thì là cái gì, tức là ta giá pari pari chari già giá ha, tức là với cái việc mà gọi là phụng dưỡng, với cái việc mà chu cấp mà săn sóc như vậy đó ấy đấy. Nơi cha mẹ ha, cho cha mẹ thì cái thì như thế nào, thì ý đê quá từ ý đá còn yêu quá thì người trí ha, thì người trí tán thán ở đời này đó, thì người trí tán thán cái người mà gọi là phục vụ cha mẹ đó đấy. Và đời sau đó thì người ấy được hưởng, người ấy được hưởng cái sự mà an lạc nó cõi trời. Ở đây mới giải thích thêm đây này.
tayanang pari chariya yati ethananti nibatamattang yatha buddha paricharane paricharane na athawa paricharya yati paranakikya karana kula wangsa patittha panadi panjavida upatthane na vuttanheta vuttanhetang. Đây được gọi là cái nhị tai giá, tức là với cái sự mà gọi là phụng dưỡng, với cái sự mà gọi là săn sóc ấy đấy này. Để cái chữ năng này này, cái chữ năng ở đây tai giá năng này này, để cái chữ năng này nó là ni ba ta bát tăng, nó là một cái phân từ ha. Nó là một cái phân từ thôi, ni ba ta. Rồi yatha vutta paricharanena, paricharana hay paricharana có nghĩa là sự chăm sóc, sự săn sóc đó, mà đã được đề cập giống như phía trên đấy. Tức là cái chữ ná này nó là một phân từ với cái ý nghĩa tức là cái sự chăm sóc như đã đề cập phía trên đó hả? Đấy. Hoặc là cái gì? Hoặc là cái từ mà paricharya đó mang nghĩa rằng là cái gì? Mang nghĩa rằng tức là barana. Barana có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sự mà săn sóc. Kích chép nghĩa là cái việc là cái hành động, cái việc làm đó hả. Karana tức là làm cái công việc nè. Rồi cú lá quan sát tên ám chỉ tên là cái truyền thống của gia phong đó, hả, truyền thống gia đình đấy. Quan sát đây là cái truyền thống đó. Rồi batitha banna tức là cái việc mà gọi là gìn giữ cái truyền thống của gia đình đó, cho nên đây mới được gọi là panjavida, tức là năm cái pháp gọi là upatthana, là năm cái sự mà gọi là chăm sóc, năm cái sự mà gọi là phụng dưỡng. Như đã đề cập ở trong các đoạn kinh mà đi cái đấy nhé, trường bộ kinh này này, với năm cái sự mà phụng dưỡng, tức là vừa gọi là săn sóc nè, vừa làm công việc nè, vừa giữ gìn cái truyền thống cũng như là giữ cái tài sản vân vân đấy, như đã đề cập phía trên này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái đoạn này, tức là banja hi kho gahapati gahapati butta thane hi buttena purati madi sama tabitaro bacchu bhatta bacchu bhatta tappa bato me parisami kichang me sang karisami kula wang sang thabe thapisami dayachang patipacchisami athawa panna ne sang bate nang kalakata nang dakhina manup badasami ti ime hi kho gahapati buta panjahi thane hi butena pratima yadisa mata bitaro pacipatita panjahi thanehi buttang anukambanti pata salambaba niwarenti kalyane niwesenti sipang sikha benti patirubena darena sangyojeti sangyojenti samayeda yacchang niyadentiti. Ở đây trong đi khai kaya mà quyển ba ha, đoạn số 267 trường bộ. Rồi. Rồi, 27 đi ha. Hai nhìn qua đây, 267 hả? 267 các vị còn nghe không? Dạ còn thưa sư ạ. 267. Các vị nhớ thích nâu ha. Là mấy cái số một đoạn như vậy đó, các vị kiếm nên sẽ nhanh hơn. Rồi, bây giờ chúng ta tới cái đoạn số 267 đây ha. Từ 267 đây trong cái bài kinh gì? Ừ.
đây tức là trong trong cái bài kinh Sinh Ra Lá Xuất Tăng ha, tức là bài kinh mà gọi là lễ bái các phương đó, cho nên là cha đi xa này sáu phương đó. Tức là đề cập đến cái trẻ thanh niên ha, Sinh Ra Lá Cô Sinh Ra Lá Cá đó, Sinh Ra Lá Cá nè, cha mẹ mới dạy cho rất là mỗi buổi sáng như vậy hãy nên gọi là ra đó mà lại mà sáu hướng nè, đông tây nam bắc trên dưới nè. Thì khi đó thì vào buổi sáng cho nên bức banh hết sáu giang này, và buổi sáng Đức Thế Tôn khi mà đi bát như vậy, ngài mới thấy cái trường hợp tức là thanh niên mà sinh ra là cá hả, rồi bắt đầu ngài mới nói lên về cái khía cạnh ý nghĩa mà sáu phương này ở trong mà trong trong đạo Phật vậy, chứ không phải là theo cái ý nghĩa mà là mà cậu ta đã hiểu như trước đây. Rồi chúng ta trở ngược lại thì cái gọi là cái thì ở đây gọi Ariya Savako ha, Jati Sabatichaditi ha, ở đây tức là cái gì, ở đây này Gahabati Buddha ha, tức là này gọi là gia chủ tử đó, này gia chủ tử tức là con trai của gia chủ đó ha, Gahabati cũng Buddha đó, này thanh niên như vậy đó. Thì các thanh giác tức là gì hoặc là thế nào đó, Ariya Savako tức là vị thánh đệ tử đấy ha, gọi là chá tức là chá là sáu đó, đi xa tức là phương hướng ha, Paticca đi tức là cái việc gọi là che chở, che chở, bảo hộ, tức là gì là cái gì, gì là sáu cái hướng mà che chở ha, gì tức là vị thánh đệ tử đó là người mà gọi là che chở mà sáu hướng thế nào đó. Ở đây tức là ở đây chá ý ma, ở đây tức là này thanh niên đó ha. Ở đây tức là đi xa có sáu hướng cần phải được biết rằng đó, tức là Purakima tức là hướng đông ha. Hướng đông ở đây là cần phải hiểu rằng tức là anh chị và cha mẹ nè. Purakima đi xa là Mata Vitaro Viditappa, cần phải hiểu là cha mẹ nè. Rồi bắt đầu đó là cái gì? Rồi bắt đầu mới là hướng nam vậy. Hướng nam ở Dakina ở anh chị tức là cái gì, cần phải hiểu rằng tức là anh chị là Acharya, tức là những cái vị thầy của mình. Rồi Pachima tức là hướng tây ha, thì anh chị tức là vợ và con rồi này. Và bắt đầu là hướng Uttara tức là hướng bắc đó, thì anh chị tức là bạn bè thân hữu đó ha. Rồi bắt đầu Hetima tức là hướng trên đó, thì anh chị là Dasa Kammakara. Hetima là hướng dưới cho Burima mới ở trên, hướng dưới đó thì cần phải hiểu rằng tức là đa sát tức là những người nô lệ, những người tôi tớ đó ha. Kammakaraka tức là những người mà làm thuê trong gia đình của mình đấy. Rồi Uparima ở đây tới hướng trên mới là Samana Brahmana, tức là anh chị các vị Sambo mà là môn này. Thì khi mà đề cập đến sáu hướng như vậy thì hướng đầu tiên tức anh chị chắc là hướng đông ha, anh chị cha mẹ. Rồi chúng ta coi đây. Hướng đông ở đây tức là Banjahiko Gahapati Buta Thanehi Butena Purakhi Madi Samata Vitaro Pachipat Pachu Patha Takba Batone Parisami Kichangni Sangkrisami Kulawang Sang Thapisami Dayipchang Patipachami Athawa Banna Betanang Kalangkatanang Dakhinang Anubbandasamiti Imehi Kogahapati Buta Panjahi Thanebi Thanehi Putena Purakima Isamata Bitaro Pachipatita Panjahi Thanehi Putang Anukambani Baba Niwarenti Kalayane Niwesenti Sipang Sikha Benti Patirubena Darina Sangyujinti Samaye Dayatjang Niyadenti Imehi Kogha Pati Buddha Panjahi Thanehi Putena Pratima Lisa Mata Bitaro Pachipatita Imehi Panjahi Thanehi Puttang Anukampanti Ewamasa Esa Pratima Lisa Patichanna Hoti Kema Apati Paya. Ở đây tức là hôn cách Gahapati Gahapati Buddha rồi này. Nhớ chấm xuống tới đây. Rồi
Gahapati tức là này, này gia chủ tự đó ha, này con của gia chủ. Banh cha hí nhờ, với năm này. Thane tức là cái chỗ đó. Cái chỗ mà cái gọi là cái thane cũng có nghĩa là trường hợp nha. Nó cũng có rất là nhiều nghĩa, chữ thane có rất là nhiều trường hợp. Chúng ta nhìn cái nghĩa tức là năm cái trường hợp này này. Thì như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng bắt chú bắt tha tức là khả năng phân từ ha, mà chỉ cùng cách với cái gì, cái đi xa ra này đấy, Uratima đi xa tức là cái phương đông này này, cái hướng đông này, cái hướng đông này đó thì như thế nào, cái hướng đông á, bắt chú bắt tha tapa tức là được hiện, được được biểu lộ giống như là cha, cũng giống như là cha mẹ ha, cái hướng đông này đối với con cái. Như vậy là này này gia chủ tử, thì với con cái đó thì có bốn, với con cái thì có năm cái trường hợp mà cha mà hướng đông á ha, được xem như là cha mẹ của mình. Năm trường hợp đó là gì? Đó là Batone, Parisami, đây là tương lai ha, tương lai của động từ Parati. Mang nghĩa là là nuôi dưỡng ha, nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng, như vậy là ta sẽ nuôi dưỡng. Bato ở đây tức là quá khứ phân từ, con từ Parati đó, Parati đó tức là những bậc mà đã nuôi dưỡng ta rồi, ta sẽ nuôi dưỡng họ. Ne tức là ne sang ha, ne ta sẽ nuôi dưỡng cho họ đó. Tức anh chị tức là ta sẽ nuôi dưỡng lại cho cha mẹ mình. Rồi kiết chăng ne sang karisami, rồi ta sẽ làm cái gì, ta sẽ làm cái công việc của họ. Rồi bắt đầu là kula quan sang tức là cái gia phong đó, cái truyền thống gia đình đó. Tabisami hả, tabeti tức là an trú hả, làm cho vững mạnh đó. Ta sẽ giữ gìn, ta sẽ làm gìn giữ, ta sẽ làm phát, ta sẽ bảo lưu, bảo tồn nhỉ, cái truyền thống gia đình, cái gia phong. Rồi đa dích chăng ở đây chúng ta dùng cho nghĩa tức là cái gì, cái sự thừa tự đó hả. Pati bách cha mí ở đây tức là ta sẽ gì, tức là ta sẽ chúng ta dùng theo nghĩa là ta sẽ tiến hành ha, tức là chúng ta 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 sẽ nối truyền, ta sẽ nối truyền gọi là cái gì, cái tài sản thừa tự đó. Mang nghĩa rằng tức là cái gì, sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ này, rồi bắt đầu làm công việc cho cha mẹ này, cũng như là bảo tồn gọi là cái gia phong, cũng như là kế thừa cái tài sản. Rồi bắt đầu Atthawa panang vetanagalang katanang dakkhinang andaparasami. Rồi cái thứ năm nữa tức là hoặc là nè, qua hoặc là cái gì, hoặc là động từ ở đây là anuparasami tức là một hai ba bốn năm, đúng rồi, năm. Dakkhinang ở đây tức là Dakkhina thì chúng ta không dùng theo nghĩa là cái gì, không dùng theo nghĩa là cái hướng nam, mà chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì, là cái phước báu. Đặt khi đó trong trường hợp chúng ta dùng nghĩa là đồng nghĩa với phước báu đó. Mà anu anu bap anu bap mà anu anu bap dasami thì tức là ta sẽ hồi hướng, ta sẽ chia phước rồi này. Ca lăng cát ta năng tức là trong cái lúc mà gọi là beta năng, trong cái lúc mà mệnh chung nè. Mang nghĩa rằng tức là beta năng anh chị tức là đối với gọi là quyến thuộc, tức là cha mẹ của mình, khi mà lỡ có sanh vào cái loài mà ngạ quỷ như vậy đó, ta sẽ làm phước và hồi hướng cho cha mẹ của mình. Đấy. Thì năm cái trường hợp này nữa ha. Đó. Thì đối với con cái đó, tức là cái gì? Tức là có năm cái trường hợp này đó, thì cái hướng đông này này được xem như là cha mẹ với con cái, đối với con cái. Tức là mang nghĩa rằng tức là với cái năm trường hợp này thì con cái đó nó phụng dưỡng lên cha mẹ. Theo theo năm cái cạnh như vậy. Rồi tương tự như vậy là cái gì, tức là Imeko Gahapati Buddha Panjahita
Thanehi Bhutena Pratimarisa. Nếu có đọc rồi, xin lỗi. Chúng ta xuống tới đây rồi chứ. Tức là này gia chủ ha. Này gia chủ. Chúng ta thấy động từ là cái gì? Anukampanti. Anukampanti chủ động từ chúng ta sẽ chủ từ chúng ta sẽ là Matapitaro rồi này. Cha mẹ đó thì Burimadisa, tức là cái như vậy là cái gì? Cái phương đông đó hả? Cái hướng đông đó được xem như là cha mẹ này, cái hướng đông được xem như là cha mẹ đối với con cái này này. Tức là cái gì? Với năm cái trường hợp mà cha mẹ mà phương đông được xem như là cha mẹ đối với con cái đấy đấy, thì con cái này thấy không? Như vậy đó thì cha mẹ ha, thì cha mẹ nè có cái lòng thương tưởng nè đối với con cái, cũng với năm cái gì, bên cha hí tha nê, cũng với năm trường hợp. Năm trường hợp đó là gì chúng ta mới kể ra, đó là ba ba ni qua ren tí ha. Ba ba có nghĩa là điều ác đó, ni qua ren tí có nghĩa là tránh xa, giữ cho tránh đó, giữ cho tránh xa, khiến cho tránh xa đó ha. Kalayane wisese tí, tức là khiến cho gọi là thân cận với cái điều lành đó, tức là tránh điều ác, gần điều lành đó. Rồi sip bang sikha ben tí, tức là dạy cho nghề nghiệp đó ha. Rồi bắt đầu bát tiêu rụt bền đó, đà rền đó, sang vô chia tí. Ở đây tức là đà rền đó, tức là đà rác có nghĩa là vợ ha. Sang vô chia tí tức là sự kết hợp hoặc như sự cưới gả với vợ tương thích cho con của mình. Bát tiêu rụt á. Rồi bắt đầu samaya đa dách chăng, tức là ở đây tức là trong cái thời điểm, tức là đúng lúc đó, đúng thời đó, đa dích chăng nè, niya đa tí tức là truyền lại cái tài sản thừa tự cho con của mình đấy. Thì như vậy đối với ở đây mới ngài mới tóm gọn lại, tức là gì, này gia chủ đó này, này gia chủ ha, cái phương hướng đông mà được xem như là cha mẹ nè, phương hướng đông được xem như là cha mẹ đối với con cái, tức là với năm cái trường hợp mà phương hướng đông được xem như là cha mẹ đối với con cái, thì có cái lòng, thì cha mẹ có cái lòng thương tưởng đối với con cũng với năm cái trường hợp tương tự như vậy đấy. Tức là anh chị là cái vai trò của người con đối với cha mẹ nó cũng có năm trường hợp ha, mà vai trò của người của cha mẹ này đối với con cái cũng có năm trường hợp này đấy. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vào trong phần chú giải. Chúng ta đang ở cái đoạn số này, 67 ha. Này 67 đây ha. Ở đây là Batone Parisami. Batone tức là cái gì? Tức là đối với cái bậc mà gọi là bậc mà ở đây Ajariya tức là Dakini ha. Matavitaro là Bup. Bup Bakarita. Rồi chúng ta đọc cái đoạn này thôi. Ở trên 266 được. Rồi xin mời một vị hãy đọc cái đoạn này. Batone parissamiti ha hằng mata pitu hi thân nhân bacchi toa hatha pade bade toa mukhe na singanika apani toa naha pitoa mande toa Pato parito chakito svahang acha te mahalake padado vanang ha panaya gupata danadihi parisami kichang ne sang karisami ti atano kamang tapetwa mata pito nang raja ku las liso Uppannang Pichang Gantwa Karisami Kusa
Kula vang sang sang tha besamite mata pitu nang sang katakang ketta but watho hiranya sovana din adina setoa rakanto pi kula sang pang sang sang tha beti nama mata pitaro adam mitha samba samba vang sa to ahe aretoa Haretoa, Damika, Vangse, Tapentopi, Kula, Vangse, Na, Agatani, Salaka, Patadini, Anupachin, Vitoa, Babat, Tentopi, Kula, Vangsang, Santabe, Ti, Nama, Idang, Sangdaya, Putang, Kula, Vangsang, Taba, Santa, Bê sa mi tí, đà bát, đà giác chàng, bát tí, bát chà mi tí, mát ta bí ta rô, át ta nô, ô bà đê, à bát ta mà nê, bí chà bát tí bà nê, đà rá kê, vi ní chà giang, bát tòa, à bút tê, kà rôn tí, tê, đà giác chà rá hà ná hôn tí, Ova de vata mane pana kula sang takasa samike karonti ahang pang ahang evang vati samiti adipa yena dayak chang pati pacha miti putang nhà thứ sư con xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi được gọi ra là cái gì? Bá tôn Ne Parisamita là ta sẽ phụng dưỡng lại những bậc mà đã nuôi dưỡng ta ha. Tức là cái gì? Ở đây là ta đây này. Ba ba dê toa ba dê toa tức là cái gì? Từ cái đồng từ ba dê tí có nghĩa là gọi là cho bú sữa đấy, cho bú sữa đấy ha. Mà thanh nhá có nghĩa là cái gì? Là sữa mẹ đấy. Matabito này nè là bởi cha và mẹ đó này. Rồi hát tháp ba dê quát dê toa tức là sau khi mà nuôi lớn con, nuôi lớn ta khôn lớn là bằng sữa mẹ ha, tức là bởi cha mẹ đó như vậy nè. Tức là sau khi nuôi lớn mà bằng sữa bởi cha mẹ, rồi bắt đầu sau khi mà nuôi dưỡng cho tay chân lớn đó, tăng trưởng tức là nuôi khôn lớn đó, rồi muốn khi nó sinh ra cái căn apanitoa ở đây đó là sinh ra cái cát, có nghĩa là nước mũi đó ha. Mà apanitoa chúng ta dùng cái nghĩa tức là cái gì? Sau khi mà gọi là mới vắt mũi, vắt tức là vắt cái nước mũi khỏi mặt, khuôn mặt của ta đó. Khi mà lớn khôn rồi đó, tức là khi mà đang tức là nuôi lớn này, tức là cho bú nè, tức là nuôi cho lớn, tức là cho đi đứng được đó. Hathaba de watthe toa tức là sau khi mà đi đứng chạy nhảy được đó ha, nhưng mà vẫn còn nhỏ mà nước mũi chảy như vậy đó, để bắt đầu là mới quẹt mũi cho đấy, rồi lá ha bia ta rồi mới tắm cho, rồi mandia toa có nghĩa là gì, mới là trang điểm trang sức cho bằng y phục nè, rồi bằng những cái vật trang điểm nè, vân vân đấy, rồi bato parito chakito đó. Như vậy là chúng ta dùng cái gì đây, tức là những bậc mà gọi là đã nuôi dưỡng, barita là những bậc gọi là đã nuôi lớn nè, rồi chakito là những bậc mà gọi là che chở chăm sóc cho mình nè, bằng những cái việc như vậy đấy. Thì Ahang hay là xoa hang thì bây giờ đó, ta đây, hôm nay ta bây giờ đó thì như thế nào? Parisami sẽ phụng dưỡng lại, mà Mahan Lakke tức là lớn hả? Tức là những cái bậc mà trưởng thượng ấy đó, những cái bậc trưởng thượng tức là cha mẹ của mình đấy, ông bà đấy. Thì ba đã đô qua nó bằng cái việc là cái gì? Bằng cái việc tức là rửa ráy tay chân nè, rồi bắt đầu tắm rửa cho nè, cũng như là gia gú tức là cháo nè ha, cũng như là thức ăn đi cùng nó, đa ná tức là cũng như là
đem biếu những cái mà thức ăn như là cháo cũng như là thức ăn đi kèm đấy, vân vân đấy. Thì cái đó được gọi là ta sẽ nuôi dưỡng, mà cả mà về gọi là khía cạnh, gọi là khía cạnh vật chất nha, nuôi dưỡng, ta sẽ nuôi dưỡng, ta sẽ phụng dưỡng lại đối với những bậc có ơn đức như mình, để chăm sóc cho mình từ bé. Rồi kế tiếp nữa, tức là ta sẽ làm cái phận sự, ta sẽ làm cái công việc, cái trách nhiệm đối với họ, cho họ đó. Mang nghĩa rằng đó là cái gì? Ta sẽ gan toa cái chăn cái risami, tức là ta sẽ làm cái công việc ha, mà phát sanh lên, tức là công việc mà khởi sanh lên ha. Rajakula đi xuống, tờ Rajakula tức là trong các hoàng cung đấy. Mata bi tu năng đối với cha mẹ của mình nè. Rồi kamathap atano kamathabe toa, tức là sau khi gạt bỏ ha, tức là sau khi mà gọi là để tháp bia toa, tức là cái gì, loại trừ cái công việc của mình, tức là gác cái công việc của mình riêng, gác cái công việc riêng của mình ra, nhưng mà sẽ đảm trách cái công việc mà có phát khởi cho đối với cha mẹ của mình, mà tại nơi 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 gì, nơi hoàng cung, tức là cha mẹ của mình ví dụ như có phục vụ ở trong hoàng cung như vậy đó, thì bây giờ đó thì cha mẹ cũng già yếu rồi, cho nên mình tạm gác cái công việc của mình lại, mà gọi là đảm trách cái công việc của cha mẹ trong hoàng cung vậy, để tránh cái trường hợp tức là không có thể không làm đúng trách nhiệm như vậy, có thể tắc trách rồi có thể bị trừng phạt từ đức vua đó. Đây là công việc mà lớn, công việc trọng đại đó ha. Đấy, sẽ gánh hết rồi. Rồi Kula Văn Sang, chúng ta phải hiểu rằng tức là mang nghĩa rằng tức là gánh vác hết những cái công việc mà gọi là quan trọng nha. Chứ không phải là làm hết những cái việc nhà nha. Việc nhà chúng ta phải hiểu rằng tức là những cái việc nào nặng nhọc, những cái việc nào mà ấy đó thì sẽ gánh, sẽ thay cho cha mẹ làm hết nha. Nhưng mà những cái việc ví dụ như những cái việc mà lặt vặt, có thể là tự sinh hoạt của cha mẹ vân vân đấy, thì để cho cha mẹ tự làm được, khi mà ông bà vẫn còn có điều kiện tự làm được thì vẫn để cho làm được ha. Chứ ở đây không có hạn, không có nghĩa là bao giờ mình phải làm hết nha. Tùy theo cái giai đoạn độ tuổi của cha mẹ, tùy theo cái sức khỏe của cha mẹ, mình có thể là mình làm ít hoặc là nhiều. Rồi Kula Văn Sa Santha Pisami, tức là bảo tồn gìn giữ ha, cái gia phong đó. Mang nghĩa rằng tức là Matabitunasa. Ở đây Awinasetwa, Awinasetí đó thì chúng ta dùng theo nghĩa rằng tức là cái gì? Tức là ná cộng với Winasetí nha. Winasetí tức là mang nghĩa rằng tức là hủy hoại, đó là không có hủy hoại cái gì? Không có hủy hoại cái khét tá, tức là ruộng vườn nè, đất đai nè, quách thú là đất đai ha. Hiranya tức là cái gì? Tức là vàng bạc đó. Và xung quanh ná có nghĩa là tiền bạc đó ha. Vì rằng hiranya tức là ám chỉ đó là vàng, mà vàng thô đó, vàng chưa mà tinh chế đó. Và xung quanh ná có nghĩa là vàng mà có thể được đúc ra thành đồng tiền đó. Như vậy tức là không có làm tổn thất, không có làm tổn thất, đó là những cái tài sản mà của cha mẹ, mà sanh tất căn là thuộc về cha mẹ của mình ha. Như là đất đai, ruộng đất, rồi bắt đầu là vàng bạc, tiền bạc vân vân đấy. Rồi Rakhanto, đó là khi mà đã không có làm như vậy mà còn phải bảo vệ, còn phải bảo vệ, còn gìn giữ ha. Rakhanto đó là khi đang gìn giữ đó. Rồi Santhabeti tức là cái gì? Làm cho vững chắc, hoặc như là bảo tồn cái gì? Cái truyền thống, cái gia phong khi mà đang gìn giữ, cả về gọi là những cái giá trị tinh thần trong gia đình cũng như là cái tài sản của cha mẹ đó. Vì rằng phía trên đó tức là gì, không làm cái tổn thất, không phải mà gọi là vì cha mẹ mình có tiền bạc rồi bắt đầu già cả, rồi bắt đầu đó là mình nắm quyền, rồi bắt đầu mình ăn chơi, mình bán hết thì như vậy là không có đúng hả. Mà cái đó là vấn đề mà tài sản, mà đồng nghĩa là tức là phải giữ gọi là cái nề nếp, cái gia phong và cái truyền thống tốt đẹp. Ví dụ cha mẹ là những người mà gọi là những người có đức tin để tâm bảo, những người mà có cái tâm mà rộng rộng lượng và chuyên gọi là giúp đỡ cứu mang những người mà gọi là cơ nhỡ nghèo khó gặp khó khăn như vậy đó, thì vẫn giữ được cái truyền thống như vậy chứ không phải là cha mẹ mình sống có đức thời đó rồi bắt đầu tới lượt mình là bắt đầu mình sống bê tha ha, bẻ rạc vân vân đấy. Rồi Mata Pitaro
adamika vansato haritva. Ở đây hariti thì tiếp theo dùng theo nghĩa trong ngữ tật tại tỷ tức là loại bỏ, loại bỏ, loại bỏ đi cái gì, cái adamika vansato, loại bỏ đi cái truyền thống gọi là, cái truyền thống gọi là không không đúng pháp nha, của cha mẹ này. Ví dụ như cha mẹ mình sống mà không có đúng pháp, tức là sống 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 trái đạo, sống mà gọi là có thể là làm những cái nghề mà bất chánh mà để tích trữ tài sản như vậy đó, nhưng mà tới cái lượt mình đó thì cũng không có nên theo theo cái nghề đó. Ví dụ cái nghề gọi là cái nghề mà buôn bán năm, đối với người tại gia cư sĩ chúng ta thì không có nghề, có năm cái nghề mà Đức Phật khuyến cáo đó là không có nên, không có nên làm nhỉ. Vì rằng nó là những cái nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp mà khiến cho gọi là gây hại, phương hại cho nhiều chúng sanh khác nhỉ. Ví dụ cái việc mà gọi là buôn bán thịt nè, buôn bán động vật nè, rồi buôn bán vũ khí nè, thuốc độc vân vân, buôn bán rượu vân vân. Thì ví dụ cha mẹ mình trước đây thì có làm cái nghề đó, thì đối với việc mình đó thì mình không có nên hả, mới loại bỏ đi những cái, những cái truyền thống, tức là những cái, những cái lối sống hả, những cái lối sống mà không đúng pháp của cha mẹ của mình đấy. Rồi đâm mấy kêu quăng xe tháp bento, tức là mới giữ gìn cái truyền thống gọi là đúng pháp hả, truyền thống mà truyền thống gọi là đúng pháp và hợp pháp này, chứ không phải là phi pháp đấy. Rồi kula vansena agatani salaka batadini anubacchinditva. Rồi anubacchindati tức là tiếp tục ha, tức là tiếp tục với cái gì, với sanh la cá này, là bát tá này, là bằng cái việc tức là bố thí cúng dường bằng cái việc phát phiếu đó. Agata ní hả, agata ní kula văn xe nó, bởi cái truyền thống ở đây chúng ta sẽ thấy rằng agata ní chỉ còn cách với adi ní này này. Tức là cái gì, tức là tiếp diễn tức là tiếp diễn cái gì, tiếp diễn những cái truyền thống tốt đẹp như là bố thí bằng cái việc mà phát phiếu. Ví dụ như mình không có thể mình không có đủ tài sản mà có thể là mình cứ cúng dường một ngày là 100 vị, 50 vị, nhưng mà mình có thể phát phiếu rằng tức là một ngày thì 5 vị đấy. Đi đến chùa rồi báo cho chư tăng như vậy là con ngày mai con thỉnh là 5 vị như vậy đó, là cho chư tăng sắp xếp vân vân đấy. Rồi bao quát tento kula vang san san tha bê tí thì được gọi là rất là giữ gìn cái truyền thống mà bao quát tento, ở đây chúng ta dùng theo nghĩa rằng tức là cái gì, tiếp diễn ha, tức là khi nối truyền, khi tiếp diễn cái truyền thống tốt đẹp như vậy đấy. Rồi ý đăng sanh đa giá vút tăng, và cái điều này đã được nói khi mình liên hệ với cái việc này, tức là kula vang san san tha bê sa mi, như vậy là ta sẽ bảo tồn, sẽ giữ gìn cái truyền thống mà của gia đình. Đấy. Học hết cái đoạn này chúng ta nghỉ ha. Rồi kế tiếp nữa tên là đa nhất chăng. Patipacchami tiếp. Mata pitaro atano a ovade. Awatama ne miccha patipanne darke. Vinicchayam patwa abutte karondi te dayaccha raha nahonti ovade vatamane. Như vậy được gọi là cái gì? Như vậy tức là cái gì? Dayaccha tức là cái tài sản thừa tự đó hả? Cái tài sản thừa tự tức là nắm giữ cái tài sản thừa tự đấy. Ở đây tên là Matapitaru Atano Uwande. Ở đây là Awatamane, tức là Ná Watamana nhỉ? Ná Watamana. Nó không có tồn tại. Không có. Michabatipane. Michab tức là một cái xoay quái, còn Batipana, Batipana. Batipana chúng ta dùng trong quá khứ phân từ đó. Rồi đặt đến là chia cùng cách là Darke. Tức là những cái đứa trẻ đó. Mà quý nít cho dân bắt toa.
nghĩ được ở đây đó là cái gì? Chúng ta sẽ thấy rằng động từ ở đây phía sau tức là khôn tí ha, là số nhiều. Chủ từ chúng ta sẽ ra là darke. Darjaraha, darjaraha tức là cái người mà thứ tự đó, darjaraha là cái người mà nắm giữ đó ha. Nắm giữ cái tài sản thừa tự. Không được gọi là người thứ tự thừa tự. Tức là con cái nào. Mà không phải những cái đứa trẻ này là Abutte Karonti, không làm cái trách vụ giống như là con cái của mình. Tức là sau khi mà như thế nào? Bắt toa thì chúng ta là chúng ta dùng cho nghĩa nào? Tức là bà bút nà tí là từ bà bút nà tí. Mà quý nít chá giá chúng ta dùng cho nghĩa là những cái đứa trẻ đi ha, tức là những cái đứa trẻ mà có cái gì mà có cái quan điểm sai lạc đó ha, bichha patipanne nè, tức là nó đi đến gọi là cái sự mà hiểu nhầm á, mới nghĩ ra tức là những cái đứa trẻ mà gọi là nó có cái quan điểm sai lạc đấy, mà nó như thế nào, nó awatamane tức là nó không có ha, nó không sống ở trong cái gì, trong cái lời mà gọi là cái lời mà chỉ dạy đối với cha mẹ của nó nhỉ, tức là đối với những cái đứa con mà ngỗ nghịch đó, mà sống mà sái quấy như vậy đó, không có nghe theo cái lời mà giáo huấn dạy dỗ của cha mẹ của mình đó, rồi bắt đầu là mới Winnie Chai Giang bắt qua, rồi bắt đầu mới sống theo gọi là cái tư kiến riêng của mình. Winnie Chai Giang tức là cái quan điểm đó ha, bắt qua tức là sau khi mà đạt được quan điểm riêng của mình đó, thì bắt đầu abut de karonti và sống không phải là cái trách vụ như là một đứa con trong gia đình như vậy đó, thì những cái đứa trẻ như vậy đó thì không là cái gì, không là kẻ, không xứng đáng là kẻ thừa tự. Mang nghĩa rằng tức là cha mẹ đó là những người sống đạo đức vậy, mà những đứa con này khi mà sanh con ra cũng dạy dỗ cho nó sống là nên người, nó cũng thành nhân thành người như vậy rồi sống đạo đức, nhưng mà nó không nghe vậy, rồi bắt đầu nó tụ tập, nó chơi với bạn xấu, rồi bắt đầu nó tha hóa, rồi bắt đầu nó đắm chìm vào những cái trĩ lạc theo của xã hội vậy. Đấy, rồi ở đây tức là Ovade Watamani Panna tức là đây tức là có sống ở trong cái lời dạy dỗ của cha mẹ nó này, còn ha, còn kula ở đây santa kết có nghĩa là thuộc về đó ha, thuộc về gia đình đó, là những chủ thì cá nhân Watisami có nghĩa là nuôi sống đó, là nuôi sống như vậy đó, ta sẽ sống như vậy, Adipani đó, vậy được rồi, thế có thể là ta sẽ sống như vậy. Như vậy là chủ từ vẫn là cái gì, chủ từ vẫn là cái Darke phía trên đó hả? Mà Sanike này, con nè, còn những cái đứa trẻ như thế nào? Còn những cái đứa trẻ mà gọi là có cái gì, có cái sự giáo huấn, được giáo huấn đó hả? Tức là được dạy dỗ của cha mẹ đó, rồi bắt đầu mới là cái gì, Samike tức là Samike có nghĩa là chủ đó ha, rồi bắt đầu mới quản lý, mới làm chủ cái tài sản mà của cái gì, mà của cái gia tộc mà để lại cho đó một cách xứng đáng như vậy đó, rồi với cái ý nghĩ rằng là ta sẽ gìn giữ, ta sẽ thừa hưởng, Watisati tức là ta sẽ nuôi sống, ta sẽ sống như vậy, tức là sống với cái truyền thống của cha mẹ để lại như vậy, rồi sống phải mà phát huy chứ không phải là để là làm khánh kiệt cái tài sản của cha mẹ để lại đó, thì như vậy mới được gọi là cái gì, đa dích chăng và tiếp theo mí, tức là ta sẽ gìn giữ cái tài sản ha, ta sẽ gìn giữ cái tài sản này. Rồi hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Sư xin kết thúc bài học hôm nay tại đây nhà phần phước phát sinh, như sư chia sẻ pháp có nhân đến tất cả chư thiên và xin chia đều đến tất cả các vị. Cầu mong quý vị luôn luôn được an lạc nhân pháp của Đức Phật Gautama.
và để kết thúc bài học, chính các khác biệt hồi đó mà có Buddha Sasana chia ra tu ba lần. Buddha Sasana chia ra tu, Buddha Sasana chia ra tu, Buddha Sasana chia ra tu, sadu, sadu, sadu. Sadu, 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 chúng con xin kính tri ân sư. Chúng ta rất nghĩ.